Chú thích Kinh Pháp Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chương 1. Phẩm tựa thứ nhất. Người giác ngộ chân lý đã được tam muội trong tam giới, vững chắc như núi cao, tánh không tự tại. Hoa trời muôn màu bay xuống, đại địa chấn động không ngừng, tượng trưng cho lời khen vượt thời gian và không gian, khai thị một thứ nhân duyên. Diệu pháp như là chân lý của loài hoa sen. Tại một vùng núi ở Ấn Độ, trời ơi, đã đi đoạn đường khá xa rồi, sao vẫn chưa tới núi Kỳ Xào Vật, nơi thành Dương Xá vậy nhỉ? À, quên xem, quên xem kìa, ở bên kia kìa. Hả, có thật không? Chà, quên xem, có khoảng 8 vị Bồ Tát tụ tập bên đó kìa. Chà, đi nhanh lên đi, chúng ta mau qua đó xem đi. Quỳnh coi kìa, vua A Xà Thế cùng dân đại thần hoàng tộc đến đây nghe Đức Phật thuyết pháp kìa. Ý, Quỳnh hãy nhìn bên kia, Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa nhập vào thiền định. Ồ, đó chính là Đức Phật vĩ đại tôn quý mà mọi người thường nhắc đến sao? Ồ, đúng rồi. Sau khi Đức Phật thuyết xong kinh Vô Lượng Nghĩa, xếp chéo hai chân lại ngồi thiền, sau đó nhập vào thiền định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm không một chút lay động. À, huynh thấy không, trên trời có rất nhiều hoa sen bay xuống kìa. Đúng rồi, đều rơi xuống chỗ Đức Phật đang ngồi và phía trên đại chúng dự hội. Thơm quá. Đúng vậy, thật thơm quá. Trời ơi, sao mặt đất lại chấn động lên vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Mặt đất chấn động. Quả thật không thể nghĩ bàn. Sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có hàm ý gì? Ngươi đi hỏi người khác xem sao, mau đi. Vâng, đại dương, tiểu nhân sẽ đi tìm hiểu xem sao. Xin hỏi, lúc nãy sao lại có hoa trời rơi xuống? Mặt đất sao lại chấn động lên vậy? Xin nói tôi nghe có được không? Xin cứ yên tâm, đây là ánh sáng từ lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật chiếu khắp phương Đông, một muôn 8.000 cõi Phật tịnh độ, cho nên mới có hiện tượng này xuất hiện. Ta nghĩ chắc mọi người đều muốn biết sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đúng vậy không? Bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi có câu hỏi muốn thỉnh giáo với Ngài. Ngài và Đức Phật có nhân duyên tiền kiếp, cũng từng thân cận cúng dường vô lượng vô số Đức Phật. Chắc là Ngài biết Đức Phật phóng ánh sáng giữa chặng mày hiện phép màu này là có hàm ý gì. Xin Ngài chỉ dạy cho. Di Lặc Bồ Tát vĩ đại cùng các vị cầu đạo, các vị lắng nghe cho kỹ. Trong vô thủy kiếp xa xưa trước đây, có một Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Minh Đăng xuất hiện trên thế gian này, tạo ra phép màu giống hệt như bây giờ, đồng thời tuyên thuyết giáo lý. Pháp mà Ngài nói lúc đó chính là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng chính là bộ kinh mà Đức Phật muốn tuyên thuyết bây giờ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chương 2. Phẩm phương tiện thứ hai. Người trí liễu ngộ chân lý giống như ngôi sao sáng giữa đêm tối tăm, phá tan bầu trời đen tối, đi đến trần gian chỉ vì một đại sự nhân duyên.
đối với hữu tình chúng sanh khai thị, ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là trí tuệ vượt qua không và có. Lúc này Thế Tôn từ chánh định an lành xuất định và nói với Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất à. Dạ, có đệ tử. Ông có muốn biết trí tuệ của Phật rốt cuộc là gì hay không? Bạch có, thưa Thế Tôn, xin Ngài dẫn dắt chỉ dạy cho. Xá Lợi Phất, trí tuệ của Phật vô cùng thâm thúy sâu xa và cũng rất khó thông đạt lý giải cho được. Ngay cả thanh văn duyên giác cũng không hiểu rõ. Hả? Khó vậy sao? Xem ra với trình độ của chúng con không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải không có người lý giải được rồi sao? Pháp mà Như Lai đã thuyết vô cùng sâu xa, vô cùng vi diệu, nên rất khó lý giải. Chỉ có Như Lai mới thấu hiểu được, mà còn chứng ngộ tất cả giáo lý mà Như Lai thuyết. Xá Lợi Phất, ngay cả một đệ tử có trí tuệ như ông cũng không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Đúng vậy, thật tướng tồn tại chỉ có Như Lai mới hiểu được thấu triệt. Như Lai sẽ tùy theo căn cơ của mỗi người mà dùng phương tiện lực để lập ra ba thừa giáo, chỉ dẫn chúng sanh thoát ly khỏi cảnh khổ.